Ly biết cửa thi Miss Super National 2024, bản quyền cuộc thi chính thức về tay Trương Ngọc Ánh. Trong khi các nước khác đã lần lượt công bố những gương mặt sẽ đại diện quốc gia đến Miss Super National 2024, thì Việt Nam vẫn loay hoay tìm ra cô gái nối gót Đặng Thanh Ngân. Tuy nhiên mới đây, chuyến công tác của đoàn Hoa hậu siêu quốc gia sang thăm Việt Nam đã khiến fan sắc đẹp hết sức bất ngờ. Việc ông Gahat Pazuka Von Lipinski, chủ tịch cuộc thi Miss Super National và đương kim Hoa hậu siêu quốc gia Andrea Angulera diện kiến bà Trương Ngọc Ánh đã khiến mọi suy đoán của mọi người về việc Hương Ly sẽ thi Miss Super National bị thay đổi. Theo đó, chủ cũ là Leading Media sẽ không còn nắm giữ bản quyền trong việc đề cử đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu siêu quốc gia kể từ năm 2024 và phía chủ mới là bà Trương Ngọc Ánh sẽ đảm nhận trọng trách này sau nhiều lần thương thảo. Vấn đề này lại được đưa ra bàn luận xôn xao, đó là liệu chủ mới có kịp tổ chức cuộc thi Miss Super National Việt Nam 2024 để tìm kiếm cô gái nối gót Đặng Thanh Ngân đi chinh chiến hay không. Nếu cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2024 được tổ chức, đồng nghĩa với việc tân hoa hậu sẽ tham dự cuộc thi mẹ và nếu Hương Ly có chấp nhận tạm gác lại danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2023 để làm thí sinh thì cô cũng đã bước sang độ tuổi 29, mặc dù Miss Super National đã gia hạn độ tuổi tham gia lên 32 nhưng ở Việt Nam cũng chưa có một cô gái nào đăng quang ở độ tuổi lớn như thế. Còn nếu không kịp tổ chức Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2024 thì bắt buộc phía đơn vị nắm giữ bản quyền sử dụng lại gà nhà của họ và những cái tên vừa bước ra từ cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023 sẽ được ưu ái hàng đầu nên Hương Ly cũng chưa phải là sự lựa chọn an toàn và có lợi nhất cho đơn vị đề cử. Một giả thuyết đặt ra là phía bà Trương Ngọc Ánh vẫn có thể bắt tay với tổ chức Miss Universe Việt Nam để hợp tác tìm kiếm người kế nhiệm Đặng Thanh Ngân và nếu mọi thứ đầu xuôi đuôi lọt, chắc chắn Hương Ly hay Phạm Thư vẫn còn cơ hội để xuất ngoại tại sân chơi sắc đẹp Hoa hậu siêu quốc gia. Quan trọng hơn hết vẫn là Hương Ly có muốn hết mình cho cơ hội thi quốc tế của mình hay không. Bởi lẽ, cô vẫn luôn dành trọn tình yêu cho giấc mơ hoàn vũ. Tuy nhiên, fan Việt vẫn mong muốn được nhìn thấy Hương Ly một lần sải bước trên đấu trường Big Five. Sở hữu mọi người đặt trọn niềm tin vào Hương Ly là bởi cô hội tụ đủ mọi yếu tố để chinh chiến quốc tế. 3 lần cọ sát với Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam và từng lên ngôi Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2023 là những bằng chứng cho việc Hương Ly cần được xuất khẩu. Ngoài Hương Ly, Thủy Tiên cũng là một cái tên được fan sắc đẹp đề cử cho vị trí Miss Super National Việt Nam 2024. Tuy nhiên, rất nhiều lần Á hậu Thủy Tiên thẳng thắn nói, ở thời điểm hiện tại thì Tiên chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng như Tiên đã chia sẻ, nhiều lần trước, nếu cơ hội đến và phù hợp với định hướng của mình lẫn phía công ty chủ quản thì Tiên luôn sẵn sàng tham gia. Nếu như chưa có cơ hội đó, Tiên vẫn sẽ tập trung phát triển định hướng và làm việc, hoàn thành những mục tiêu bản thân đặt ra. Hương Ly sinh năm 1995, quê Gia Lai, cao 1m76, số đo 3 vòng, 79, 62,592cm. Cô là quán quân Việt Nam Next Top Model 2015. Hiện Hương Ly là người mẫu, doanh nhân, giảng viên catwalk. Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2023 Hương Ly nói cô buồn vì mất cơ hội đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 72. Trước đó, khi được hỏi về lý do Hương Ly bại trận trước Bùi Quỳnh Hoa, siêu mẫu Phương Mai, thành viên giám khảo nói, câu chuyện của Hương Ly mang đậm dấu ấn cá nhân, nhưng ở cương vị hoa hậu, bạn cần biết cách chia sẻ hào quang của mình cũng như đem lại tiếng nói, bài học chung cho xã hội. Đó là lý do hội đồng giám khảo đánh giá Quỳnh Hoa cao hơn, đồng thuận chọn bạn là hoa hậu. Nữ MC cũng tiết lộ ở phần ứng xử của top 6 và top 3, cô đều chấm Quỳnh Hoa cao điểm hơn vì cho rằng thông điệp mà mỹ nhân 25 tuổi truyền đạt có tính lan tỏa.